Nếu mà máy hãng Android làm một cái máy tính bảng này, tôi thề các bạn là bị mọi người chửi như một con cửa hó luôn. Nghĩ sao một chiếc máy tính bảng mười mấy của chúng ta, màn hình thì là 60Hz, mà mình cũng phát hiện ra là cái màn này khi mà nghiêng đi ấy, là cái màu sắc, đặc biệt là trên tông màu trắng, nó sẽ bị hơi xỉn và các bạn sẽ nhìn thấy được cái điều đó. Bên cạnh đấy là một trong những vấn đề rất lớn của iPad mini 6 là hiện tượng jelly scroll. Nó nghĩa là các bạn vuốt là nó hiện tượng là hai bên màn hình nó bị chênh nhau như kiểu tần số quét khác nhau ấy. Thì ở trên iPad mini 7 giải quyết được chưa? Trong video này mình sẽ chia sẻ nhanh các bạn về chiếc máy tính bảng mới nhất của Apple mà rất nhiều người đã kỳ vọng, nhưng hóa ra nó không giống như những gì mà chúng ta tưởng tượng. Đầu tiên thì về thiết kế của iPad mini 7 thì tin mừng đó là nó giống y hệt iPad mini 6 chúng ta hoàn toàn. Sao mày lại tin mừng mà mày lại lắc đầu đấy hả Tiến? Tại vì mừng là chúng ta có thể dùng chung phụ kiện đúng không? Ví dụ như các bạn nhìn này, đây, mình hiện tại đang có một cái cover các bạn có thể đeo vào đây. Cái mà nhiều người cũng có hỏi là iPad mini sao Apple không làm cái bàn phím giống như kiểu những cái dòng iPad khác, thì thực ra là vì nó quá là bé. Nếu mà làm bàn phím những dòng khác thì nó không thể chứa được. Thế nên cái cover này chỉ có nhiệm vụ thứ nhất là nó có thể để cho chúng ta như thế này để các bạn có thể dùng, các bạn có thể gõ cảm ứng ở đây. Thứ hai là bạn có thể sử dụng dựng nó lên như này để chúng ta muốn xem. Và thứ ba là trong quá trình sử dụng thì chúng ta cũng có thể cầm ở trong tay như thế này để cho nó chắc hơn bằng một tay. Ngoài cái điểm đấy ra thì iPad mini cũng có thêm những cái màu sắc mới. Thứ là nó gần giống như cái màu của con iPad Air, màu khá là đẹp, trẻ trung và bắt mắt. Cấu hình tất nhiên là phải được nâng cấp rồi. Nó được có vi xử lý là A17 Pro và bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có nâng cấp về CPU, GPU và thêm phiên bản bộ nhớ là 512GB. Bên cạnh đấy thì dung lượng RAM của nó sẽ được nâng lên để mà sử dụng được Apple Intelligence và là cái máy chính hãng rẻ nhất hỗ trợ được cái tính năng này. Và tại sao là rẻ nhất? Còn iPad mini 7 này thì đang bán đâu đó tầm khoảng là 13,9 triệu ở 7S chính hãng nhá. Và các bạn sẽ có mức giá rất tốt dành cho S-Member và nếu thu cũ lên đời giảm thêm 5%, trả góp 30 cho anh em. Và hiện tại 7S đầy lý ủy quyền cấp 1 của Apple nên đảm bảo cho anh em về đầy đủ bộ nhớ và màu sắc. Ngoài ra sắp tới 7S có một ngày là thứ 6 đen tối sẽ giảm giá sản phẩm công nghệ lên đến 70%. Đây là chương trình sale nhiều nhất năm. Anh em hãy xem cái link sản phẩm bên dưới đấy và muốn mình review thiết bị nào được sale nhá, thì mình sẽ làm luôn ở trên kênh Vinshow cho anh em coi. Và nếu như nhiều người cho rằng iPad mini 7 thà chúng ta mua iPad mini 6 cho nó tiết kiệm hơn, thì đây là một cái quan điểm mà mình nghĩ đồng tình được. Tại sao? Do tại thằng Khôi Ngọng. Video của Khôi Ngọng mới làm gần đây là về con iPad mini 6 và 7 so sánh hiệu năng, thì Khôi Ngọng cho rằng là hai con này hiệu năng không khác nhau. Và Sủa đi. Đúng, mày là hiện tại không khác nhau thật. Thì chúng ta phải đợi thôi. Bây giờ mới ra mắt mà, biết đâu là sau này túi ngon hơn sao. Còn nhưng mà vấn đề là con A17 Pro có lâu rồi mà. Thì trên máy tính bảng phải khác chứ. Chứ thực ra mình thấy rằng như nhau luôn. Render video như nhau này, chơi game FPS như nhau này, điện năng tiêu thụ cũng ngang nhau luôn. Chơi nhau cứ khoảng tầm là 0.1W điện gì ấy thì nó cũng xem. Ê, anh thấy bảo là đáng là ra tầm tiền này nên mua con Lenovo i700 à? Đúng sếp, nếu nhưng mà con đấy sẽ chỉ dành cho chơi game thôi. Còn nếu mà không chơi game thì mua iPad nó sẽ là một cái giải pháp nó toàn diện hơn. Có i700 lấy màn hình bao nhiêu inch, bao tiền? 8.8 inch, giá là 10 củ nếu mà hàng sách tay. Còn em nó có chính hãng à? Không sếp. Thế sao mày còn nói là nếu là hàng sách tay thì mày lượn dùm tao cái? Các bạn nói chuyện đau đầu. Bởi vậy nên mà đây là một cái điều mà mình cho rằng là mọi người nên cân nhắc thật kỹ nhu cầu người ta là gì và tại sao iPad mini nếu mà trải nghiệm tổng thể thì là một chiếc máy đáng mua hơn. Cái đầu tiên rõ ràng là về app. Các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều các cái app đã được tối ưu hóa để có thể sử dụng. Thực sự là iPad mini là một cái máy khiến cho mình cái cảm giác muốn mang iPad đi khắp nơi bởi vì nó nhỏ, nó gọn, nó tiện. Gần đây thì mình đi du lịch thì mình có cài mấy cái trò hai người chơi trên con này, màn hình mặc dù rất bé nhưng tính ra lại chơi lại tiện hơn, gọn, hai người chơi ở bên hai đầu khác nhau. Còn nếu mà cái màn hình máy tính bảng quá to chúng ta mang đi nó không còn gọn như thế nữa. Thứ hai là khi các bạn xem các cái nội dung, các cái file kịch bản ở trên này chẳng hạn. Ui, các bạn nhìn này, cái nó bé như thế này, ta cầm trên tay rất tiện luôn, như một cuốn sổ tay. Và tất nhiên là iPad mini 7 thì đã được hỗ trợ cho chúng ta, đó chính là cái bút Apple Pencil Pro. Và với Apple Pencil Pro này sử dụng các tính năng tương tự như là ở trên cái chiếc iPad Pro M4 luôn. Bởi vậy nên đây là một cái sản phẩm rất tuyệt vời cho những ai có nhu cầu ghi, viết, vẽ mà nó như một cuốn sổ tay như thế này. Tuy nhiên thì cái chiếc iPad mini này, mình sẽ nói về cái vấn đề màn hình. Đầu tiên thì đây vẫn là một màn hình 60Hz. Thứ hai là người ta phát hiện ra là Apple đã có tinh chỉnh một chút để giảm hiện tượng jelly scroll ở trên cái chiếc máy này đi. Rồi, nhưng mà cái điểm thứ ba là nó sẽ không có màn hình kể cả 90Hz hay là 120Hz. Một số người nói rằng là không cần phải chiếc iPad 120Hz bởi vì chúng ta có chơi game đâu. À không, ý bạn ấy nói rằng là game mobile thì nếu mà dùng iPad này thì đôi khi nó một số phím bị to quá, chơi nó không còn phản xạ nhanh và gọn. Cái này thì do mỗi người, tôi thì có chơi game deck đâu mà không quan tâm.
Nhưng với mình thì mình cho rằng là nên nâng cấp tần số quét lên. Bởi vì thực tế ra một cái màn hình to này các bạn tiêu thụ nội dung không chỉ là chỉ xem phim. Nếu như vậy thì ok, xem phim thì không cần tần số quét cao. Nhưng nếu mọi người... Có cách bút lên 75 hạc đấy. 75 hạc thì giải quyết vấn đề đi. Em nói phét mà. Bố cái thằng... Rồi, và đây là lần cuối các bạn sẽ thấy Khôi ở công ty này. Em gặp Khôi ở các công ty lần sau. Và cái màn hình này của chúng ta, khi mà mình lướt rất nhiều Facebook, mình lướt Safari, mình đọc nội dung, các cái file Word, nhất là những cái file nhiều chữ như thế này, mình thấy rằng là nó có những hiện tượng bóng ma. Và rõ ràng nếu các bạn đang dùng ở trên một cái màn hình 120 hạ, các bạn chuyển sang đây là các bạn có thể khá là chán. Ngoài ra màn hình IPS này khi mà mình nghiêng ra nhé, để thẳng như này này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái tông này màu trắng, nó hơi ngả vàng một tí luôn. Và khi mà mình nghiêng xuống này, nó sẽ bị ám màu, nó không còn là màu trắng nữa. Và mình nhìn quan sát hoàn toàn bằng mắt thường. Ở đây mình không có bật True Tone, cũng không có bật Night Shift, không bật cái gì hết. Nhưng màn hình này đúng là có vấn đề luôn, thực sự. Và về cái hiệu năng thì đối với một chiếc máy tính bảng này thì dùng hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì. Bởi vì A17 Pro cũng là một con chip mạnh. Chúng ta đã xuất hiện từ trên những chiếc như là iPhone 15 Pro rồi. Và dùng mượt, dùng nhanh. Và mình đã cài một loạt các cái tựa game ở trên này để mà chơi. Thì không có bất kỳ tựa game nào là giật lag, tại vì nó là game arcade nữa mà. Và ở đây thì chỉ có một cái, đây là một chiếc máy tính bảng rất nhỏ gọn để cho các bạn chơi những cái tựa game AAA. Cụ thể rằng nó có thể cài những tựa game như Assassin's Creed hoặc là Resident Evil ở trên chiếc máy này để chơi. iPad mini 6 thì sẽ không cài được bởi vì nó không hỗ trợ được đủ phần cứng. Tuy nhiên thì chắc là để mình làm review chi tiết rồi mình sẽ nói các bạn kỹ hơn xem là đủ khả năng gánh được hay không, có chơi được hay không. Nhưng còn mình không biết là trải nghiệm như thế nào. Bởi vì một cái máy mà nó toàn bộ bằng kim loại như này, cầm mà chơi nóng một cái là nó ra tay. Hình như lại có một thằng nào sủa phía sau đúng không? Tôi biết ngay mà. Và về cái thiết kế của iPad mini thì chúng ta vẫn sẽ thấy là cổng C này, loa ngoài của nó này, đấy, bên trên cũng thế. Và cái phím tăng giảm âm lượng này là một điều khá bất tiện đối với mình. Bởi vì các bạn sẽ thấy là lúc mà chúng ta cầm ngang thì đây, cầm như thế này thì các bạn cũng đang che mất luôn cái phím tăng giảm âm lượng. Lại phải bỏ cái tay ra để bấm. Để hai cái phím này đây nhỉ. Thật sự luôn, tức nghĩa là có thể là Apple đã nghiên cứu được cái thói quen người dùng kiểu gì đấy, nhưng mà tôi chưa hình dung ra. Và có cảm biến vân tay ở bên trên. Rồi, lâu lắm mới được dùng cảm biến vân tay lên thiết bị của Apple. Và nếu mà mình mà xoay dọc như thế này thì khi đó mình dùng, mình lại không phải sử dụng đến cái phím cứng làm gì, bởi vì mình có thể vuốt từ bên trên này xuống, mình chỉnh âm lượng. Đúng không? Đấy, và ở đây thì các bạn không lẽ là dùng tay chọc như thế này. Nói chung là tôi vẫn thấy cái phím tăng giảm âm lượng này thiết kế nó cứ bị bất hợp lý như nào đối với cá nhân mình, trừ khi các bạn phải xoay hẳn sang một cái chiều như thế này thì bạn bấm mới được. Nhưng mà khi đó thì lại che mất đi cái nút cảm biến vân tay của chúng ta. Không biết trong khi dùng chẳng may ông nào ngứa tay lên ấn nhầm cái thì cũng khóa. Tôi chưa đồng tình với cách thiết kế của những cái nút tăng giảm âm lượng này lắm. Chắc phải dùng thêm một thời gian nữa để quen hơn. Về pin của nó thì chắc là không phải bản. Pin iPad thì vẫn rất là tốt. Mình chưa có cơ hội để xem là khi nào thì nó sẽ pin trong trải nghiệm một ngày. Vì mình mới nhận được mấy hôm thôi. Và hiện tại thì với chiếc máy này của chúng ta, nó gần như không còn một cái điểm nâng cấp nào mà đáng chú ý hay là ấn tượng nữa. Bởi vì rằng là những cái hay nhất của iPad hay kể cả iPhone năm nay sẽ hướng đến đó chính là Apple Intelligence cùng với hàng loạt những tính năng thông minh. Ví dụ như ở trong cái phần máy tính của nó, Calculator, thì bây giờ chúng ta có thể là viết những cái công thức rồi nó tính toán ra rất nhanh, rất tiện. Thì trên iPad hay iPhone các bạn cũng có, hoạt động với Apple Pencil thì viết nó sướng hơn. Hay là các bạn có viết vẽ thì những cái bút của nó sẽ chuyển sang cho chúng ta là bằng text, bằng tiếng Việt chẳng hạn. Và nó có những cái rất hay như là còn nhận ra chữ viết tay của chúng ta và sửa lại để cho những cái đoạn chúng ta viết xấu thì nó chỉ chỉnh được luôn. Thì đó là những tính năng đáng chú ý, nhưng tất nhiên là cần phải dùng lâu dài thì mới review được. Nhưng mà như mình đã nói đấy, nếu đây là một chiếc máy tính bảng Android thì khả năng sẽ bị chửi và không ai đi mua cả. Một chiếc máy tính bảng với mức giá tầm khoảng 13 củ, tất nhiên anh em mua tại 7S thì chắc sẽ rẻ hơn. Nên đi kèm các khuyến mại khác, nhưng mà không có màn hình tần số quét cao, vẫn là màn IPS có chất lượng cũng không thực sự là ấn tượng. Và nó cũng đem lại cho chúng ta... Đem lại cái gì nhỉ? Tôi cũng chả biết nữa. Bảo sao? Đấy, thì ai chơi game thì theo mình là nên mua máy tính bảng Android như Khôi recommend. Nhưng nếu ai muốn có một chiếc máy tính bảng trải nghiệm toàn vẹn, tốt, ngon thì bạn nên mua iPad mini này. Và tốt nhất thì nếu tiết kiệm tiền thì mua iPad mini 6, nếu các bạn không quan tâm về cái vấn đề là hiệu năng hay chơi game nhiều. Ngay cả Khôi còn test là nó còn giống nhau không ạ. Đấy, thì mình sẽ review chi tiết kỹ hơn cho mọi người trong tương lai. Và các bạn quan tâm gì về cái chiếc iPad mini này, nhớ để lại bình luận bên dưới. Hẹn mọi người các video là sao. Ê Khôi, làm cái bài so sánh hiệu năng iPad mini 7 với lại iPhone 15 Pro Max chưa? Thì pin chả xem, chó nào mà pin tốt hơn được. Hey, hey, survive, hey, survive, hey, survive, hey, survive.